thôi. Theo thề luôn, nếu mà các bạn nhầm á thì nó sẽ bị me. Hello. Xin chào mọi người đã quay trở lại với S Channel. Và đây là team ăn hành. Và mấy lần trước tụi mình hay ăn đồ Việt Nam, xong rồi kiểu cứ sợ là trộn những cái món đồ lại nó kỳ kỳ. Hành với tất cả mọi thứ. Ừ, nhưng mà hôm nay tụi mình sẽ không có hành. Rồi, và hôm nay tụi mình sẽ ăn một món siêu siêu lạ và siêu siêu hot trong thời gian gần đây, đó chính là kẹo Abelibe hương. Abelibe đúng không? Abelibe hương xoài nhân muối ớt. Nghe thấy nó lạ nhỉ. Kiểu thường thường kẹo là phải nhân ngọt. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ cái này là nhân mặn. Nhân muối ớt. Muối ớt. Mà thêm một điều nữa là cái thương hiệu này là cái thương hiệu mà gắn liền với tuổi thơ của tụi mình rất là dữ dội. Xong rồi bây giờ tự nhiên cái nó là một cái bước đột phá, cái bước mà cua quẹo không lách được luôn ấy. Là nếu mà bạn nào không biết cái hiệu này thì hiệu này hay có cái kem, cái kẹo sữa. Trời ơi, cái kẹo tuổi thơ đó. Đó. Gì đó, kẹo đó tụi mình có ăn nhậu hành có ăn không? Trời ơi, em là người cũng là con người. Nhìn vẫn là giữ bao bì cũ. Tuy nhiên là Abelibe hương này thì nó màu xanh lá, thay vì là hương kẹo sữa thì nó sẽ là màu vàng nâu. Đúng rồi. Nhưng mà một điểm cộng đấy là thiết kế rất đẹp. Nhìn thiết kế rất là đẹp luôn, nhìn rất là bắt mắt ấy. Cái màu đỏ là cay này, xong rồi cái màu xanh là xoài ấy. Chọn xoài đừng để xoài chua. Chọn bạn đừng để bạn chọn xoài chua. Nghe xong là không muốn nghe thơ. Cầu có chắc tàu chứ. Và tụi mình đã đặt là một gói. Một bịch lớn thì sẽ có bao nhiêu cây hả? Là một bịch này tụi mình đặt là sẽ có 16 cây trong này, với giá là 120.000. Một bịch này là sẽ có tầm 2, 4, 6, 8, 9. Ủa xoài đắt chết luôn, làm kiểu xoài lỗ chết rồi sao Huy? Y chang một cà me luôn đó mọi người. Mới ăn vô, mọi người biết cái bánh tráng xoài không? Em tưởng tượng nó giống mùi đó hơn là mùi xoài bình thường. Này ăn y chang cua rang me luôn á. Cái biểu y chang cua rang me luôn á. What the hell? Thật là sườn súp me á. Cắn đi. Cắn chưa? Cắn đi. Có nghĩ rằng không? Cắn đi. À. Cắn. À, để rồi. Để rồi. Để chưa, anh để chưa? Nó bể lâu rồi. Nó bể từ clip đầu tiên rồi. Cay quá mọi người. Em, sao cắn xong cái nó biến thành vị xoài vậy? Ừ, cắn xong cái nó ra xoài. Em thề luôn á, nếu mà các bạn ngậm á thì nó sẽ bị me. Mà nếu mà các bạn cắn ra kiểu cái muối ớt nó hòa quyện lại á thì nó sẽ ra bị xoài. Nhưng mà cái muối này nó ít lắm. Ít hiểu à. Cắn ra cái phát là nó tan hết chứ là còn lại kẹo không à. Nhưng mà lúc mình cắn ra là cái ớt kiểu nó phục ra, lúc đầu thì nó cay cay thiệt. Nhưng mà lúc sau thì nhai nhiều với lại kẹo á thì nó hòa quyện lại thành một cái tổng thể. Okay. Vẫn có vị ngon. Vẫn có vị ngon nhưng mọi người, vẫn là kẹo ngọt. Lúc đầu mình nghe cái tên nó thì mình sẽ nghĩ là chua và mặn. Nhưng mà sau khi ăn xong thì nó sẽ là ngọt và hơi hơi mặn. Tôi mới nghĩ ra một điều rất là hay. Ông ăn xoài là xoài để từ sống nó chín đúng không? Kẹo này cũng sẽ lúc đầu ăn vô sẽ là xoài sống hơi chua chua. Cái nào phát nó thành xoài chín. Nghĩa là nó cũng cần có một cái quá trình nó để từ từ một viên kẹo mà có thể biến từ xoài sống là chín. Ừ, nghĩa là nó có nhiều tầng, phân tích nhiều tầng đấy mọi người. Hồi trước bạn bao nhiêu điểm vậy? 7 điểm á. Thở nè. Ghê chưa? Mà hơn đó là tụi mình đã có xoài và muối đây để test luôn ngay lập tức. Là để xem xoài với muối nó có khác gì so với kẹo. Kẹo muối xoài muối ớt. Không thật sự xoài chấm với muối ớt vẫn là vẫn là truyền kỳ và bất hủ. Thật ra tụi tôi không có hay ăn xoài chấm muối ớt. Không thích ăn xoài lắm nó gì. Kiểu tụi mình rất là sợ khi mà cứ lần nào cũng lần đầu tiên hay là chưa bao giờ thử sẽ bị các bạn chửi, nhưng mà chấp nhận thôi, biết sao vậy. Là chưa ăn luôn không? Tại vì nó là sự thật mà. Vậy không? Không có hay ăn mấy cái món này thiệt mà. Tại vì tôi thích đồ ngọt. Thì những người thích đồ ngọt thì sao mà thích ăn mấy cái đồ chua cay này được. Bởi vì ông ngọt ngào nha. Bởi vì ông ngọt ngào nha. Nhưng không rớt mắt luôn. Bởi vì ông ngọt ngào. Mình vẫn cảm thấy là các bạn đừng đi tìm cái kẹo này bởi vì hy vọng nó sẽ giống với xoài muối ớt các bạn hay ăn. Bởi vì xoài với muối ớt nó là một cái món mà gọi là sao ta nguyên vị rồi, và khi mà pha chế lại thành kẹo xoài muối ớt thì nó sẽ khác đi rất nhiều. Nên là các bạn khi mà mua cũng đừng kỳ vọng quá nhiều là nó sẽ giống, bởi vì nó chỉ hao hao thôi, nó chỉ có tí mùi vị thôi.
Nhưng mà thật sự nếu mà các bạn đi nước ngoài mà nếu mà không mang nhiệt xoài và muối ớt theo thì có thể mang cái thanh dạng này theo, tại vì nó cũng có một chút vị nó hơi tương tự, nó kiểu 80-90% á. Nhưng mà các bạn đừng có mong là kiểu ăn giống như là mình đang ăn xoài trong muối ớt. Không. Nhưng mà cái sự kết hợp này thì nó cũng không quá là tệ, vẫn ok, vẫn được. Bây giờ nếu như những trường hợp các bạn ăn xoài mà hết muối, chúng ta sẽ có một cách rất là hay. Đây là chúng ta sẽ lấy nhân muối trong kẹo này ra. A few moments later. Tờ Huy vừa phẫu thuật xong một viên kẹo. Đó là toàn bộ ruột rang của viên kẹo. Trong đó sẽ có kẹo và muối. Anh nghĩ nó là muối và đường chứ là đường từ cái kẹo thôi á. Nè, bên chị từng trái. Cảm ơn. Không ra vị. Ừ, em không thấy vị của cái muối ớt trong cái kẹo anh Balibin. Tại vì nó quá là ít muối. Nó chỉ có cái mùi chua chua nồng nồng của mùi me. Giống như kiểu là mùi chua ấy. Cái nồng nồng chứ nó không có vị gì cả. Cái ở trong đây như kiểu nó là hương liệu ấy không? Kiểu nó không có nhiều muối ở trong đây mà chủ yếu của nó là hương liệu trong đây này. Tại vì cái muối ở trong cái viên kẹo này nó cũng chỉ là một cái một ít để các bạn có thể cảm thấy được cái hương vị muối ớt thôi chứ Không có cái mùi chua lè, có cái mùi rất là chua luôn. Không hiểu sao mà bê vị muối ớt luôn á. Nếu mà nói về so sánh thì mình vẫn thích kẹo anh Felipe hương cà phê sữa truyền thống hơn. Còn em thì em thấy là kiểu nó ra một cái hương mới lạ hơn á, thì mình ăn được cái vị này. Giống như là chưa có một cái loại kẹo nào có cái hương như vậy hết, thì mọi người có thể ăn thử kiểu lâu lâu đổi vị, thay vì ăn một loại kẹo nó chỉ có vị ngọt từ đầu tới đuôi thì cái này vừa ngọt lúc đầu, xong rồi sau đó thì có vị mặn của muối ớt, cũng khá là lạ. Nhưng mà em thích cái nào hơn? Nhưng mà em chỉ thích ăn thử lần đầu thôi chứ ăn hoài thì em không thích. Thật ra cái kẹo kia thì Huy cũng không hay ăn nhiều, và cá nhân Huy cũng không thích mấy cái đồ mà kiểu chua cay á. Mà nếu mà để chọn thì Huy sẽ chọn cái kẹo ngọt, tại vì cá nhân Huy thì Huy thích ăn ngọt. Bởi vì ông ngọt ngào ghê á. Còn các bạn có bạn nào bạn ăn chưa thì hãy nhớ là để lại bình luận dưới cho mình nha. Mình đừng quên like, share và subscribe giá channel nha. Bye bye.